Trong video này em sẽ chia sẻ cho anh em một số cái bệnh mà trên cây mai thường gặp phải nhất. Ngoài ra thì em sẽ chia sẻ cho anh em về cái thuốc mà đặc trị và cái xịt sao cho nó đúng cách nha anh em. Thì anh em mình có thể là lưu lại cái video này chia sẻ về trên cá nhân. Thì mỗi lần mà mình thấy cái biểu hiện khác lạ trên cây mai của mình á, thì có thể mình xem lại cái video này để mà mình tìm được cái phân thuốc và cái cách xử lý sao cho nó hiệu quả. Đã nhắc đến cây mai thì anh em mình biết bệnh bội chỉ. Bội chỉ thì nó thường xuất hiện khi cây mai mình có lá non, bất kể cái thời tiết như thế nào. Cái triệu chứng trên lá thì anh em mình có thể tham khảo cái hình ở trên màn hình. Về cơ bản thì lá nó nhúm, nó xoăn, nó co lại và có những cái chấm đen hoặc là những cái vệt đen do cái vị trí đó là bị con bội chỉ nó chích thúc nha anh em. Về thuốc thì anh em mình có thể tham khảo Mapjono, Bugatti Super, một số cái hiệu thuốc thì em để trên màn hình cho anh em mình tham khảo. Về cái cách xịt thì anh em mình xịt vào buổi chiều tối hoặc là buổi sáng sớm là tốt nhất. Mình tránh xịt khi mà trời nắng nha anh em. Trong trường hợp mà mình xịt hoài nó không hết thì anh em có thể thử hai cái phương án hoặc là cùng lúc hai phương án luôn nha anh em. Một là có thể đổi thuốc, hai là xịt tăng cái thời gian mật độ giãn cách giữa hai lần xịt lên, có thể là 3 ngày một lần hoặc 3 lần liên tục. Sau đó xem cái phản ứng coi cái dây có bắn tược mới hay không, lá mới nó có bị bội chỉ hay không. Lưu ý là bị bội chỉ thì cái lá nó sẽ không hết nha anh em, chỉ có những cái cơ lá sau thì nó sẽ hết và không xuất hiện nữa. Cây mai nằm trên chậu thì anh em mình không thể nào mình bỏ qua những cái nấm bệnh xuất hiện trên cái cây mai của mình. Nấm bệnh thì có thể xuất hiện ở trên thân, trên lá và ở dưới rễ. Đặc biệt là những cái loại nấm bệnh xuất hiện ở dưới rễ thì mắt thường mình không có thể nhìn thấy được, thì mình tốt nhất là mình phòng nha anh chị. Thì khi mà có biểu hiện trên lá thì nó tương đối nặng và nó ảnh hưởng đến sức sống của cây mai của mình rất là nhiều. Do trên cái cây mai có rất là nhiều cái loại nấm bệnh nên em không có nói ngắn được. Em sẽ chia ra từng phần để cho anh em mình tham khảo. Tuy nhiên anh em mình lưu ý là kẻ có những cái bệnh sau đây ảnh hưởng tới cây mai rất là nhiều, đó là bệnh nấm rễ, thú rễ, những cái bệnh tháng thư, rỉ sắt, nấm bệnh trên lá. Ngoài ra thì đặc biệt là có thêm cái nấm hồng là xuất hiện trên thân thì nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe của cây mai mình rất là nhiều. Có ba cái thời điểm mà mình nên sử dụng cái thuốc trị nấm bệnh nha anh em. Cái thời điểm mà khi mình vô chậu mình có sử dụng cái chất trồng mới đó, và cái thời điểm là trước mùa mưa và cái thời điểm mà giữa mùa mưa thì tốt nhất là mình nên sử dụng những cái biện pháp phòng trị nấm bệnh. Nấm và chỉ thì phòng tốt hơn trị nha anh em. Cái bệnh đầu tiên em muốn lưu ý anh em đó là bệnh nấm hồng. Nấm hồng thì làm cái lá mình chuyển vàng, và nếu mình để thời gian lâu á, thì những cái lá sau rất là nhỏ và nó chuyển vàng hết một cái lá luôn nha anh em. Trên thân nó xuất hiện những cái vệt màu hồng hồng và để thời gian lâu á, thì những cái vệt đó nó sẽ ăn vô cái chi cành và sẽ xuất hiện những cái vết nứt nẻ ra, thì có thể dẫn đến cái tình trạng bỏ chi luôn. Về cái nấm hồng á, thì ngoài những cái biện pháp mà phòng bị á, thì mình có thể mình sử dụng cấp 85 trăm bên nấm hồng. Em để tên cho màn hình cho anh em tham khảo á, mình sử dụng theo hướng dẫn sử dụng, mình xịt khoảng 2 lần và sau những cái lần đó thì mình sử dụng manco dép xanh, mình xịt lên để mình phòng ngừa nó tái xuất hiện trở lại nha anh em. Số cái trường hợp mà nó nặng quá thì anh em mình có thể pha đậm hơn cái hướng dẫn sử dụng khoảng từ 3 đến 4 lần và sau đó thì mình dùng cọ mình quét lên cái vị trí bị nấm hồng để diệt trừ triệt để cái nấm hồng. Và nấm hồng này đặc biệt nó lây lan rất là nhanh và khi mình phát hiện mình phải xử lý ngay nha anh em. Và cái lời khuyên của em là phòng bệnh hơn trị bệnh nha anh em. Nấm hồng nó rất là dai dẳng. Cái bệnh ung thư là cái bệnh do một cái loại vi khuẩn gây ra, và khi mà mình bón phân đạm nhiều thì cái cây mai mình rất là dễ bị. Cái biểu hiện của nó là khi trên các lá mai non có các vết thúi nó màu nâu đỏ, khi mà trời nắng lên thì những cái vết này nó lan ra thì nó dính lại với nhau. Thì anh em mình có thể tham khảo cái hình em để trên màn hình để biết về cái bệnh tháng thư này. Nếu mà anh em theo dõi kênh em nhiều thì anh em có thể sử dụng vitamin gold để phòng bị cái bệnh nấm trên lá. Thì cái bệnh tháng thư này cũng rất là ít khi mà gặp, nhưng tuy nhiên khi mà mình gặp thì mình có thể mình sử dụng vitamin gold pha cái liều khoảng 2-3 gram cho một lít nước, xịt lên trên lá nha anh em vào khoảng chiều tối hoặc là sáng sớm. Mình tránh xịt vào cái trời nắng nóng rất là dễ bị sượng lá nha anh em. Và khi mà cây có lá non á thì mình gắng cố gắng là mình tuân thủ theo cái kiểu chế độ xịt em có chia sẻ lại với anh em. Thường thì mấy cái bệnh về lá đó, nó làm cái lá của mình mất màu và nó không còn màu xanh, nó không còn quang hợp nữa. Không có quang hợp nữa thì cái cây mai của mình á, nó không có khả năng tổng hợp những cái chất dinh dưỡng cho cái cây mai, là cái cây mai của mình bị suy yếu. Bệnh rỉ sắt thì cái biểu hiện của nó trên lá có những cái chấm li ti khoảng đầu chân nhang, nó cái màu nâu nâu đỏ đỏ giống như cái kiểu mà những cái con ốc vít mà nó xét ra đó nè.
Cái bệnh này nếu mà mình có sử dụng vitamin gold hay là mấy cái thuốc mà chị nắm để mình phòng bệnh trước á, thì cũng rất là ít khi xuất hiện. Thì nha, mà khi xuất hiện á, nó cũng làm ảnh hưởng đến cái vẻ đẹp của bộ lá mai rất là nhiều, ảnh hưởng đến cái khả năng quang hợp của lá mai và làm cái lá mai của mình rất là mau già và nó làm mau làm nút nhanh. Khi mà mình thấy cái biểu hiện đó đó thì mình có thể mình mua Anvil. Anvil thì ở trên thị trường anh em mình cũng rất là dễ tìm mua, mình pha theo cái liều em để trên màn hình và mình xịt ra trên lá nha anh em. Em lưu ý anh em là những cái bệnh mà xuất hiện trên lá thì mình xịt nó không có hết cái biểu hiện trên lá đã mắc bệnh rồi nha anh em. Mình chỉ có phòng cho nó lây lan và những cái lá non mới lên á, nó không có bị thôi. Thì về cái phần này anh em nên lưu ý là mình phòng bệnh tốt hơn, trị bệnh rất là nhiều, đặc biệt là đối với hệ bộ chỉ và hệ nấm bệnh trên lá. Nếu mà mình để lâu quá thì cái cây mai của mình có thể suy luôn, tại vì cái lá nó không có thể quang hợp được đó anh em. Cái bệnh nấm lá thì cái biểu hiện của nó tương tự như bệnh rỉ sắt, nhưng cái màu sắc của nó thì hơi đen chút xíu và xung quanh cái chấm li ti đó nó có màu vàng vàng nha anh em. Thì hai cái bệnh nó tương đối giống nhau. Mấy cái bệnh về lá này anh em mình chơi cái cây mai nằm đất, chơi cây mai tại vườn nhà đó nằm đất thì rất là dễ bị. Khi mà anh em mình mua phôi về hoặc là khi anh em mà mình mua những cái cây mai vườn về mình không có để ý thì nó có thể là nó lây lan nha anh em. Vẫn là cái lời khuyên cũ thì những cái bệnh mà nấm bệnh trên cây mai này á, thì mình phòng bị tốt hơn là mình trừ. Thì anh em mình có thể sử dụng vitamin gold, mancozeb hoặc là một số cái loại thuốc nấm khác á, mình xịt mình phòng ngừa bệnh về lá cho cái cây mai vào cái giai đoạn đầu năm và cái giai đoạn trước khi vào mùa mưa. Tuy nhiên khi anh em mình gặp cái bệnh đấm lá trên cái cây mai này đó thì mình có thể sử dụng cốc 85, mình pha khoảng 10g đến 12g trên khoảng chừng 5 đến 8 lít mình xịt trên lá nha anh em, thì cái bệnh nó sẽ hết. Bệnh tuyến trùng rễ của cây mai là do một cái con giống như con trùng này, thì nó ký sinh vô cái bộ rễ của mình làm cái bộ rễ của mình nó sưng phù lên y như mấy cái hạt đậu vậy đó. Cái bệnh tuyến trùng rễ trên cây mai thì cũng rất là thường xuyên xuất hiện, mà cái biện pháp phòng trừ luôn là cái biện pháp tốt nhất. Cái lý do là cái bộ rễ của mình đó, nằm ở dưới đất thì khi mà mình phát hiện chậm, phát hiện trễ đó thì rất là dễ xảy ra tình trạng suy cây. Tại vì cái bộ rễ khi mà mình phát hiện ra đó thì cái con tuyến trùng nó đã ăn gần hết rồi, mà mình đợi cái cây mai của mình á phục hồi nó rất là lâu. Về cái biện pháp phòng trừ thì anh em mình có thể tham khảo cái Vifu Super, em đánh cái tên thương hiệu ở trên màn hình cho anh em mình tham khảo. Đối với chậu 60 lọt lòng á thì anh em mình có thể lấy cái muỗng muối tiêu rải từ 2 đến 3 muỗng rải muối tiêu lên trên mặt chậu nha anh em. Rải khi mà mình thay cái chất trồng, rải trước và trong cái mùa mưa thì nó rất là hiệu quả. Và cái thuốc này cũng tương đối lành tính đối với cái cây mai của mình, thì khi sử dụng anh em có thể an tâm. Ngoài ra thì anh em có thể tham khảo cái tơ Vigo em để tên trên màn hình nha anh em. Cái bệnh vàng lá mà vàng toàn bộ lá giống như cái hình em để trên màn hình cho anh em xem á, thì thường nó có bốn cái nguyên nhân: cây nó bị thiếu dinh dưỡng, cây nó bị dư nước, hoặc là cây nó bị thiếu nước, cái cây mai của mình bị ngộ độc phân thuốc. Ngoài ra thì một cái trường hợp nó là dư kali, cây nó bị già lá sớm nha anh em. Về cái trường hợp này á, thì mình phải tìm ra cái nguyên nhân, cái triệu chứng của nó cụ thể thì mình mới ra cái phương hướng xử lý. Tuy nhiên nếu mà anh em chăm sóc bình thường mà đi theo cái quy trình chăm sóc cây mai cơ bản á, thì rất là ít khi gặp trường hợp này. Chỉ có cái là ngộ độc phân thuốc, có nghĩa là phạm thuốc, mình sử dụng phân thuốc quá nhiều á, thì em thấy anh em mới tập chơi thường gặp phải thôi, chứ còn lại thì rất là ít. Thì anh em mình khi mà sử dụng phân thuốc thì anh em mình lưu ý mình xem kỹ nha anh em. Em hoặc là nhiều anh em khác thì sẵn sàng tư vấn miễn phí, anh em mình cứ inbox Zalo của em số 0938934323, em biết cái gì về phân thuốc thì em sẽ tư vấn cho anh em hoàn toàn miễn phí. Cái bệnh này thì theo ở trên hình á, có rất là nhiều cái tên khác nhau, ví dụ như bệnh đốm đồng tiền, đề y, hoặc là một số nơi gọi là cái ghiêu thân anh em. Thì anh em mình cứ căn cứ theo cái hình cho nó dễ. Thì cái bệnh này á là rất là thường gặp khi anh em mình mua cái phôi về thì mình thấy ở trên thân, thì giờ mình chịu khó mình dùng cái bùa nhồi hay là dễ lau đó, hoặc là máy rửa xe, thì mình xịt cho dân cái phần đó. Và sau khi mà mình đã trồng lên cây rồi, mình đã ghép rồi, thì khi mà mình xịt mấy cái loại thuốc nấm phòng trị nấm vào trước mùa mưa anh em, thì mình chịu khó mình xịt ướt toàn bộ cây luôn, thì cái bệnh này rất là ít khi xuất hiện. Mình chủ yếu là mình xịt nấm đều đặn trước, trong và sau cái mùa mưa thì cái cây mai của mình nó rất là ít các bệnh mà hồi nãy giờ em liệt kê với anh em. Mình chịu khó mình phòng trừ thì nó sẽ hiệu quả hơn cái việc mà mình điều trị nhanh em.